Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Ghana, ngày hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Anban Sumana Kinfok Bakpin. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và Hội nhập khu vực nước Cộng hòa Ghana Sirleaf Ayokho Botchewey. Thưa quý vị, sáng nay tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu và trao danh hiệu cho các nghệ sĩ. Cùng dự và trao giải thưởng có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. 389 nghệ sĩ được trao tặng và truy tặng các danh hiệu cao quý, trong đó có 125 nghệ sĩ nhân dân và 264 nghệ sĩ ưu tú. Đây là những gương mặt tinh hoa có tài năng nghệ thuật xuất sắc, nhiều cống hiến trong phát triển văn hóa nghệ thuật dân tộc. Thành tựu to lớn của 40 năm đổi mới chính là nguồn cảm hứng bất tận và là động lực lớn lao cho đội ngũ nghệ sĩ luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo nghệ thuật phong phú, chinh phục được nhiều đối tượng công chúng. Vì vậy, ở mỗi loại hình nghệ thuật đã có nhiều tác phẩm hay, làm cho đời sống văn hóa nghệ thuật ngày càng giàu màu sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến các giá trị tốt đẹp, chân, thiện mỹ, góp phần quan trọng xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu vinh dự cao quý của Đảng, Nhà nước, dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có trí tuệ và phẩm giá, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Là những tài năng nghệ thuật, có tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, được công chúng đón nhận, yêu thích và mến mộ. Các nghệ sĩ, nhân dân, nghệ sĩ ưu tú thực sự là vốn quý của đất nước. Dù ở lứa tuổi nào, thành phần dân tộc nào, cũng đều đã đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Đất nước trong giai đoạn phát triển mới, để phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam, nêu cao niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị. Đội ngũ hoạt động văn hóa nghệ thuật phải không ngừng đổi mới sáng tạo, tìm tòi thử nghiệm các phương thức biểu đạt mới, phù hợp với văn hóa Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới, có nhiều tác phẩm hay, truyền tải những giá trị nhân văn tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ, có chính sách phù hợp, bảo đảm để các nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, khuyến khích nghệ sĩ thâm nhập thực tế, dấn thân vào thực tiễn rộng lớn, sinh động của đời sống xã hội, đồng thời khuyến khích nghệ sĩ tham gia các hoạt động văn hóa đối ngoại, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Chủ tịch nước tin tưởng các thế hệ nghệ sĩ với năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng và tình yêu tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, sẽ nối tiếp nhau vững chắc, sáng tạo nên nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, mang tầm thời đại, xây đắp nền tảng tinh thần xã hội, đóng góp to lớn hơn nữa trên hành trình đi tới của dân tộc. Sáng nay tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Trong đó, Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Australia và ASEAN bày tỏ sự hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác giữa hai bên, nhất là từ khi hai bên thiết lập đối tác chiến lược năm 2014 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Australia là đối tác đối thoại đầu tiên và cũng là một trong những đối tác đầu tiên thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN.
quan hệ hai bên đang phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và hợp tác phát triển. Trao đổi về những định hướng phát triển quan hệ thời gian tới, hai bên nhất trí cần nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, nhất là thương mại và đầu tư, thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand mới được nâng cấp và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thương mại điện tử, đưa các lĩnh vực hợp tác này thành những động lực tăng trưởng mới cho quan hệ kinh tế hai bên. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội nghị, đánh giá cao quan hệ gần gũi và lâu đời giữa ASEAN và Australia và sự hợp tác hỗ trợ của Australia đối với ASEAN 50 năm qua. Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới. Theo đó, ASEAN và Australia cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới, đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động, đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và những ngành lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đề xuất tổ chức diễn đàn cấp cao ASEAN-Australia về kinh tế số để trao đổi cơ hội hợp tác, trong đó có khả năng đàm phán Hiệp định Kinh tế số ASEAN-Australia. Ba tăng cường mà Thủ tướng đề xuất gồm tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, thúc đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm với khu vực. Tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vì phát triển bao trùm, bền vững, nhất là trong các dự án kết nối hạ tầng chiến lược, giúp tạo chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội tại các tiểu vùng nghèo, chậm phát triển của ASEAN. Cùng với đó, tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh của hơn 1 triệu người gốc ASEAN, trong đó có hơn 350.000 người gốc Việt tại Australia, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng cảm và gắn kết, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai bên, qua đó củng cố nền tảng xã hội lâu dài, bền chặt cho quan hệ. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Australia công bố bổ sung 222,5 triệu đô la Australia cho hợp tác với các tiểu vùng Mekong, lập quỹ đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Australia và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư với các nước ASEAN thời gian tới. Ngày hôm nay tại Hà Nam, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội 14 đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Tiểu ban, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, đóng góp ý kiến cho dự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, dự thảo đề cương báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc. Việc đánh giá đúng những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải xem xét, đánh giá bao quát, toàn diện, khách quan, phản ánh được đúng thực tiễn công tác xây dựng Đảng từ trung ương xuống cơ sở, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ tiếp theo. Từ thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp về các nội dung trọng tâm trong báo cáo để làm nổi bật kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mới. Các ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu tại hội nghị được tổ biên tập tổng hợp đầy đủ để báo cáo tiểu ban và hoàn thiện dự thảo báo cáo. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tham dự buổi làm việc cho ý kiến về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi là dự án luật khó, có tác động lớn đến đời sống của người dân, cũng như đến các chủ trương chính sách của nhà nước. Đến thời điểm này, còn một số vấn đề còn băn khoăn như mối quan hệ giữa thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tác động của việc bãi bỏ mức lương cơ sở, ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội, sự chênh lệch về mức đóng, mức hưởng giữa khu vực thực hiện cải cách tiền lương và khu vực tư, giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội ở các giai đoạn khác nhau, vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến thảo luận các vấn đề còn băn khoăn. Theo kế hoạch, dự án luật bảo hiểm sửa đổi sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 31 và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5 năm 2024. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2024. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 103.164 tỷ đồng, tăng 13,69% so với cùng kỳ. Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,3 đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch tháng 2 ước đạt 15.743 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn. Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, doanh thu kinh doanh bất động sản ước đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Có được những tín hiệu tích cực là nhờ những chính sách tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản từ năm 2023 của chính phủ. Năm 2024, thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, hỗ trợ khôi phục dòng vốn cho doanh nghiệp. Các giải pháp trên góp phần thúc đẩy ngành bất động sản tăng trưởng tích cực hơn trong năm 2024, đặc biệt là duy trì các chính sách hỗ trợ lãi suất vay, cho vay, đồng bộ đối với nhu cầu người mua nhà. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự buổi gặp mặt các nữ đại sứ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự nỗ lực và đóng góp hiệu quả của các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch nước mong rằng thời gian tới, các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có các mục tiêu về bình đẳng giới. Thay mặt các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, bà Maria Orlandina Isabel Caiero Alves, đại sứ Timor-Leste cảm ơn Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dành thời gian đón tiếp và gửi lời chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Bà Maria Orlandina Isabel Caiero Alves nhận định, Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thúc đẩy bình đẳng giới, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Phụ nữ Việt Nam hiện diện trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kế hoạch tổng kết thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hoạt động thăm hỏi tặng quà sẽ do tỉnh chủ động triển khai thực hiện cho phù hợp. Đối với kế hoạch gặp mặt chiến sĩ Điện Biên Phủ, đề nghị sẽ mời toàn bộ chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trên địa bàn Điện Biên, Lai Châu, một số địa phương khác chỉ mời đại diện chiến sĩ Điện Biên, đồng thời mời thêm các chiến sĩ Điện Biên là anh hùng lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn quốc, thân nhân các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu. Đối với kế hoạch tổng kết thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần cắt bỏ các khâu không cần thiết. Đảng, Nhà nước đang dự kiến sẽ triển khai mô hình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên phạm vi cả nước, gắn liền với những sự kiện lịch sử. Việc tỉnh Điện Biên triển khai thành công đề án sẽ là tiền đề cho các địa phương khác. Bởi vậy, chương trình tổng kết tại Điện Biên sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận. Việc phát biểu tham luận cần chọn lọc, đại biểu đủ các cấp từ tỉnh đến thôn, bản nhằm tổng hợp nhiều ý kiến, sáng kiến trong công tác thực hiện đề án. Thưa quý vị, chiều nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ trao thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 năm 2023.
Sau một năm phát động, tổ chức triển khai thực hiện, giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và Hà Nội. Hội đồng chấm giải đã xét chọn được hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc là Báo Nhân dân, Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 2 giải C chuyên đề và 15 giải khuyến khích. Trong đó, Truyền hình Nhân dân được trao giải A với tác phẩm Đảng bộ thành phố Hà Nội dấu ấn nửa nhiệm kỳ. Lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ 6 nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể cá nhân xuất sắc đạt giải, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thủ đô. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 17 tháng 3 năm 1930, 17 tháng 3 năm 2024. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ do ông Arturo Cambron, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc, làm trưởng đoàn. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn, đồng thời thông báo về đường lối phát triển đất nước, kết quả thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại, quan điểm của nước ta về công tác đối ngoại nhân dân và chủ nghĩa quốc tế. Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên như Hội Việt Mỹ, Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hiểu biết, xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.